Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng em quay trở lại video ngày hôm nay. Để có một năng lượng tốt, một tinh thần tốt thì anh em luôn phải có một chế độ ăn uống, đó là ăn thô. Ngày hôm qua thì vừa đi tiêm vaccine về đó, nhưng mà thật sự là cũng tiêm xong về thể dục bình thường anh em nhé. Để tiêm đây, thể dục bình thường anh em ạ. Nhớ là anh em ăn này. Đấy, đây là món mình yêu thích này. Hiện tại mình phát hiện ra một món yêu thích đây. Dừa non nhá. Ăn cái món này chấm muối tuyệt vời. Nhớ ấy. Ăn thô, ăn sống nhá. Ngon lắm. Anh em ăn quen rồi, ăn như dưa chuột đấy. Ăn xong rồi tập thể dục thì phê lắm. Nhưng mà lưu ý anh em, khoảng độ 4-5 phút sau, 30-45 phút sau đi tập sẽ tốt hơn. Đừng tập luôn nhé. Nhớ ăn thô, tuyệt vời, món tuyệt vời.